Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì buổi tối ngày hôm nay, em Thắng không có lên clip đường nghề hay là hàng cứ thùng ha, mà em Thắng sẽ lên cho mọi người một tiết mục văn nghệ để giao lưu với mọi người ha. Thì nói chung cũng lâu rồi, thì em Thắng không có lên những cái chương trình giao lưu văn nghệ. Thì mong quý bà con cô bác mình cùng giải trí với em ha. Và hôm nay thì em Thắng sẽ chơi một bản harmonica với tựa đề là Bến Thượng Hải. Và cái cành harmonica này thì nói chung là nó cũng là một cây định mệnh mà em Thắng hôm trước cũng đã có giới thiệu cho mọi người ha. Đi bãi thấy nó thích rồi mình nhặt về, và sau một thời gian tập tành thì nói chung là em Thắng chơi được vài bài ha. Rồi thì bây giờ thì em Thắng sẽ vào luôn ha, bài Bến Thượng Hải, cùng mong mọi người đón xem ha.